Bởi vì là tất cả những cái đồ ăn, thức uống và tất cả những cái giá trị sáng tạo của mình hiện tại đều mang cái hơi thở của Việt Nam. Và cho dù những cái miếng bánh ở đây nó là bánh Tây như chăng nữa thì nguyên liệu của nó là nguyên liệu Việt Nam. Mình là Phạm Xuân Quyết, mình là cựu học sinh của trường Đại học Sunway Malaysia. Và đây là câu chuyện khởi nghiệp của mình. Trước đây thì mình du học ở Anh với mục đích là mình nâng cao cái trình độ ngoại ngữ. Sau đó thì mình đi học ở Newcastle. Trong cái khoảng thời gian đó thì mình học về quản trị kinh doanh. Thì trong quá trình mình học thì gia đình có một cái chuyện buồn, đó là ba mình đột ngột qua đời. Thì khi mà mình đang học ở đấy thì đây là một cái thông tin rất là sốc đối với gia đình, cũng như là một cái gánh nặng về tài chính dành cho gia đình. Vì vậy là mình cũng suy nghĩ là thế lúc này mình nên có một cái sự lựa chọn đúng đắn hơn. Lựa chọn những quốc gia mà liên kết với các trường ở Anh để có thể giảm được cái chi phí. Trước đây mình thì là người rất là yêu thích địa lý nên là mình không có bị phân biệt tất cả cái nước nào cả. Tuy nhiên thì có rất là nhiều người nói ra nói vào về cái vấn đề mà học Malaysia sẽ có những cái điều giống như là đạo hồi, hay là những cái quốc gia rất là bảo thủ, hay là có nhiều bạo động, hay là những cái gì đó liên quan rất là tiêu cực ấy. Nhưng mà mình nghĩ là nó tiêu cực như vậy nhưng mình chưa trải nghiệm thì mình không biết thế nào, nên là mình quyết định chọn Malaysia. Thực chất thì cả hai quốc gia đều có những cái sự khác biệt về văn hóa, cái đó là cái khác biệt lớn nhất, bởi vì một quốc gia châu Âu, một quốc gia châu Á. Mình học ở Anh, đó là một cái nền văn minh nó rất là lâu đời rồi, và một đất nước công nghiệp nên là dẫn tới tất cả mọi thứ nó rất là chuyên nghiệp, mình phải nói như vậy, rất là yên bình, đồ ăn thức uống rất là sạch, mình phải công nhận là như vậy, và cơ sở vật chất rất là tốt. Cho dù là nó là cả trăm năm nhưng mà ở Anh rất là tốt, và hệ thống giáo dục thì hàng đầu thế giới rồi. Cái đấy thì mình sẽ không bàn luận thêm. Còn ở Mã Lai thì là một quốc gia mới và đã từng là thuộc địa của Anh và đã được sự ủng hộ của những nước phương Tây rất là nhiều, cũng như là phát triển kinh tế rất là tốt ở trong khu vực Đông Nam Á. Thì Mã Lai thì đối với mình là một quốc gia mới, mới nổi ha, và có đà tăng trưởng khá là ổn định. Thêm vào đó thì Mã Lai có một nền chính trị đối với mình khá là tốt. Cho dù đây là một quốc gia có đến khoảng 70% là người theo đạo hồi, thì nhưng mà mình cảm thấy đó là một chuyện rất là bình thường, bởi vì ở đây người ta rất là lành tính và đồ ăn thức uống cũng khá là hợp khẩu vị đối với mình. Mình không có vấn đề gì. Còn về giáo dục ở Mã Lai thì nó là hệ thống giáo dục của quốc tế rồi, nên là đối với mình là tốt. Thì mình đã quyết định sau khi xong mình quay về Việt Nam. Về bản chất là mình muốn khởi nghiệp từ rất lâu rồi, mình phải chia sẻ là như vậy, bởi vì là khởi nghiệp đó là giống như cái kiểu nó ăn sâu vào máu. Bởi vì khi mình học ở Mã Lai ấy, thì các thầy cô chơi thân với mình ấy là những người hướng cho mình khởi nghiệp rất là nhiều. Mình đã tham gia rất là nhiều cuộc thi liên quan đến tái chế, liên quan đến nấu ăn. Mình là đầu bếp, mình là barista, mình là bartender. Mình được chứng nhận những cái đấy. Thì mình nghĩ tại sao những cái đấy mình phải đi làm cho một nơi khác mà mình không thể mở ra hay sao? Thì mình quyết định là khi nào mình có đủ tiềm lực, nguồn lực thì mình sẽ làm. Thì năm 2016 thì mình quyết định mình mở ra cái thương hiệu riêng của mình, đó là Le Café An Nam. Sau đến năm 2017 thì mình mở thêm một cái chi nhánh nữa là Le Gâteau An Nam. Và hiện tại thì mình nhập hai chi nhánh, được gọi là La Maison An Nam, ngôi nhà của những người Việt Nam. Thì ở đây nó là một cái không gian để cho mình sáng tạo ra những cái loại đồ ăn thức uống mới này mà không bị một cái sự giới hạn nào cả, cũng như là đây là nơi để cho tất cả những cái bạn mà sinh viên học sinh của mình ấy, tại vì mình cũng đi giảng dạy, đến đây để trao đổi này, để học tập cũng như là để thư giãn sau những cái ngày học tập vất vả. Rất nhiều người hỏi là đi học ngành này về chỉ làm lễ tân à, hay là chỉ làm nhà buồng, hay là làm nhà bàn. Thì mình cũng phải khẳng định là điều như thế này: hospitality là ngành dịch vụ, mà đã gọi là ngành dịch vụ thì mình vẫn phải kiếm tiền mà, đúng không nào? Mình kiếm tiền bằng cách nào thôi. Ví dụ như nhiều người kiếm tiền bằng con số, nhiều người kiếm tiền bằng chữ viết, nhưng mà mình kiếm tiền bằng lời nói và cung cách phục vụ, đúng không? Thì đối với mình á, hospitality là một ngành khá là khó nhưng rất là thú vị, bởi vì là nó bao gồm tất cả các ngành khác, mà nó thêm cho các bạn đó là cái kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng đàm phán và kỹ năng thuyết trình nữa. Nên là khi mà các bạn học xong, cái việc đầu tiên á, các bạn không phải lo là các bạn chỉ làm khách sạn hay không. Các bạn có thể có rất là nhiều ngành nghề có thể giúp đỡ cho các bạn. Ví dụ bạn ngày trước mình nộp vào bên ngân hàng, người ta cũng nhận, rồi bên nhà đất, rồi cho dù các em làm trong nhà khách sạn đi nữa, các cái vấn đề như nghiệp vụ lễ tân, nhà bàn, nhà buồng, bếp, cái đấy là nghiệp vụ. Còn khi mà các bạn ở đằng sau, các bạn vẫn còn có quản lý của cái nhà khách sạn đó, các bạn vẫn phải tính toán, các bạn vẫn phải làm những cái công việc thường ngày mà một kế toán phải làm, hay là một người chuyên về nhân sự phải làm, tất cả đều có xuất hiện trong khách sạn cả. Đó là lý do tại sao khi các bạn học xong cái ngành này, cái cơ hội việc làm của bạn rất là lớn. Ngoài ra thì gần đây cũng nổi lên một cái trào lưu mới, đó là làm tiếp viên hàng không thì cũng cần cái ngành của mình, đúng không nào? Thì khi bạn đó có cái này, bạn đã có một cái lợi thế rồi. Nên là bạn đã có một cái lợi thế về ngoại hình, bạn đã có lợi thế về khả năng ngôn ngữ, cái khả năng mà bạn xử lý tình huống đã hơn những cái ngành khác rồi mà.
Nên là các bạn cứ tự tin, khi bạn học ngành này bạn có rất nhiều cơ hội để các bạn lựa chọn.